Cũng trong ngày hôm qua 4 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Lý Minh Hoàng 46 tuổi, cư trú khóm 8 phường 7 thành phố Trà Vinh để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo công an thành phố Trà Vinh, trước đó vào ngày 3 tháng 1, tổ công tác công an thành phố Trà Vinh phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện Lý Minh Hoàng đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra. Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra giấy tờ có liên quan, thì Quang nhanh chóng bỏ vào miệng ba đoạn ống nhựa được hàng kính hai đầu. Bên trong có chứa chất nghi là ma túy. Lực lượng công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quá tang, tạm giữ tăng vật. Sau đó, lực lượng công an tiến hành khám xét nhà của Quang và phát hiện thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Theo kết luận giám định, chất trong ba đoạn ống nhựa là ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận số ma túy nêu trên mua của một người không rõ họ tên ở thành phố Trà Vinh với giá 550.000 đồng để sử dụng. Được biết, Quang có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tăng trưởng trái phép chất ma túy.